bị nga chiếu tướng châu âu dự tính thí quân cứu đại cuộc trước việc giá năng lượng tăng vọt do thiếu khí đốt nga châu âu đang tính cách đối phó bằng việc muốn đánh thuế mạnh vào các công ty năng lượng để chia sẻ bớt khó khăn rủi ro chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der Leyen đã sử dụng bài phát biểu đầu tiên sau kỳ nghỉ hè để hứa hẹn các biện pháp kiềm chế giá điện bán buôn đang tăng vọt ở châu âu giá điện cũng đang khiến các hộ gia đình và công ty trong khối rơi vào tình cảnh khó khăn bà ursula von der leyen tuyên bố sẽ can thiệp ngắn hạn điều gì đó có thể được kích hoạt rất nhanh có lẽ trong vài tuần và công bố một cải cách cấu trúc thị trường năng lượng dài hạn hơn thị trường năng lượng của eu hoạt động như thế nào và tại sao giá lại cao như vậy giá năng lượng châu âu được thiết lập thông qua cái gọi là hệ thống định giá cận biên trong đó nhà máy điện có khả năng đáp ứng nhu cầu vào bất kỳ lúc nào sẽ đưa ra giá chuẩn điều này có nghĩa là các nhà máy điện chạy bằng khí đốt vốn vẫn cần thiết để duy trì hoạt động sáng đèn ở nhiều quốc gia có ý nghĩa quyết định giá bán buôn điện cho phần còn lại của thị trường mặc dù năng lượng tái tạo có thể được sản xuất với giá rẻ hơn trong lịch sử trước giờ người ta không có ý định đại tu hệ thống ngay cả khi tỷ lệ năng lượng sạch trong giỏ năng lượng tăng lên Người ta hy vọng rằng giá điện bán buôn cao hơn sẽ khuyến khích phát triển năng lượng xanh bằng cách tăng tỷ suất lợi nhuận cho các dự án năng lượng tái tạo chi phí thấp hơn. Nhưng khi giá khí đốt đã tăng lên mức kỷ lục trong năm nay, phần lớn là do quyết định giảm nguồn cung cấp cho châu Âu của Moscow, chi phí điện cũng bị kéo theo. Do đó, nhiều nhà hoạch định chính sách đang kêu gọi một cách tiếp cận mới cho phép bán năng lượng tái tạo rẻ hơn giá mặt bằng. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết các đề xuất thay đổi cấu trúc thị trường đang đậu vào mảnh đất ngày càng màu mỡ. Chính phủ Anh vào tháng 7 đã tiến hành một cuộc tham vấn về việc tách giá khí đốt và năng lượng tái tạo, áp lực hiện đang gia tăng ở Brussels. EU có thể làm gì để cắt giảm chi phí cho người tiêu dùng và ngành công nghiệp? Các quan chức Ủy ban châu Âu nói rằng các lựa chọn đang được thảo luận bao gồm giới hạn giá khí đốt, thúc đẩy các nước trong EU áp thuế gió đối với các công ty năng lượng rồi dùng tiền thuế hỗ trợ người tiêu dùng dễ bị tổn thương và tạm thời tách biệt giá khí đốt và điện trước khi có giải pháp căn cơ hơn. Một lựa chọn khác là yêu cầu các giảm nhu cầu điện phù hợp với mức hiện tại là các giảm tự nguyện 15% đối với tiêu thụ khí đốt đã được các bộ trưởng năng lượng EU đồng ý vào tháng 7. Các biện pháp này sẽ được đưa ra bên cạnh nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế. Khối đã thay thế khoảng 1 phần 5 nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga bằng nhiên liệu từ các nước khác và tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo. Những rủi ro là gì? Cơ quan năng lượng của EU, AC, đã cảnh báo không nên phá vỡ cấu trúc thị trường. Báo cáo vào tháng 4 nói rằng, thị trường điện bán buôn của eu hoạt động tốt trong điều kiện bình thường đảm bảo cung cấp điện an toàn thay vì xé toạc các thỏa thuận hiện tại báo cáo gợi ý rằng có thể có một van xả tạm thời điều này giúp tự động hạn chế giá điện nếu có những đợt tăng đột biến trong những điều kiện được xác định trước william Beck, nhà phân tích thị trường điện năng tại isis một công ty phân tích hàng hóa cũng cảnh báo không nên đại tu một cơ chế đã hoạt động tốt trong nhiều thập kỷ và vẫn được coi là động cơ khuyến khích đầu tư rất cần thiết vào năng lượng sạch ông nói các chính trị gia đang tập trung vào cải cách thị trường điện vì họ không thể tìm ra giải pháp thay thế nhanh chóng và đầy đủ cho khí đốt của nga nếu là tôi tôi thực sự sẽ tập trung sức lực của mình vào vế cung cấp khí đốt của phương trình này và không phá vỡ một thị trường có tuổi đời từ 20 đến 30 năm tuổi. Ngoại lệ cho ốc đảo Iberia Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã đạt được một thỏa thuận chính trị với Ủy ban châu Âu vào tháng 4 cho phép họ giới hạn giá khí đốt tự nhiên được sử dụng trong các nhà máy điện. Do đó tách biệt giá điện và khí đốt, biện pháp này có hiệu lực vào tháng 5 và sẽ có hiệu lực trong một năm với giới hạn trung bình là 48,8 euro mỗi megawatt giờ. Khoản trợ cấp 8,4 tỷ euro mà hai nước ở bán đảo Iberia trả cho các công ty khí đốt sẽ được hoàn trả phần lớn bằng các khoản phí đối với các nhà phân phối điện mà mức trần giá được hưởng. Ủy ban châu Âu đã cho phép điều được gọi là ngoại lệ Iberia khỏi các quy tắc bãi trợ của nhà nước vì hóa đơn tiền điện của họ có liên quan chặt chẽ đến giá năng lượng bán buôn. Họ có những kết nối năng lượng hạn chế với phần còn lại của EU, khiến bán đảo Iberia trở thành một ốc đảo năng lượng. Brussels cũng lập luận rằng biện pháp này sẽ cho phép hai nước mở rộng sản xuất năng lượng xanh. Tây Ban Nha tuyên bố rằng từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8, giá điện đã trẻ hơn 49,85 euro mỗi megawatt giờ so với mức giá đáng ra bị đội nếu cơ chế giới hạn giá không được áp dụng, tiết kiệm cho người tiêu dùng khoảng 1,4 tỷ euro. Nhưng lượng khí đốt được sử dụng cho điện đã tăng 17% từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021 lên 23% trong cùng kỳ năm nay. Madrid cho biết điều này là do hạn hán mùa hè đã ảnh hưởng đến các nhà máy thủy điện. Bách tại ISIS nói rằng, việc mở rộng một cơ chế như vậy trên toàn châu Âu có thể làm tăng nhu cầu khí đốt bằng cách làm cho giá điện trẻ một cách giả tạo. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta cần làm. Tiếp theo là gì? Trong khi bà von der Leyen nói rằng Ủy ban sẽ đưa ra các biện pháp trong vài tuần, các quan chức nói rằng cái đề xuất khó có thể được đưa ra kịp thời cho cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng EU vào ngày 9 tháng 9, nhưng có thể được nêu trong bài phát biểu của bà trước Hội đồng EU vào ngày 14 tháng 9. George Zetman tại tổ chức tư vấn Rogen cho biết, rất khó để hình dung ra một giải pháp để nhanh chóng hạ giá bán buôn mà không gây ra hỗn loạn trên thị trường. Ông nói, có rất nhiều thứ bạn có thể phá hoại bằng cách mày mò thiết kế thị trường. Ông lập luận rằng hệ thống thuế là một cơ chế tốt hơn để giải quyết vấn đề ngắn hạn về giá cao, chẳng hạn như thuế thu được đối với các nhà sản xuất điện có thể được chuyển đến người tiêu dùng. Nga tăng nguồn cung khí đốt cho Hungary Ngoại trưởng Hungary ngày 31 tháng 8 cho biết tập đoàn năng lượng Nga Gazprom tiếp tục tăng cung cấp khí đốt cho nước này trong hai tháng tới. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato cho hay Nước này đã đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Năng lượng Nga Gazprom về việc tăng nguồn cung khí đốt vào tháng 9 và tháng 10. Khối lượng khí đốt bổ sung sẽ tăng lên 5,8 triệu mét khối một ngày từ mùng 1 tháng 9, Ngoại trưởng Hungary thông báo. Sau chuyến thăm Moscow hồi tháng 7 của ông Sijato, Gazprom thông báo cung cấp thêm 2,6 triệu mét khối một ngày khí đốt cho Hungary vào tháng 8, ngoài số lượng hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng trước đó. Khí đốt Nga tới Hungary sẽ được vận chuyển dọc đường ống Turkstream đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Serbia. Ngoại trưởng Hungary khẳng định việc Nga cung cấp thêm khí đốt cho nước này sẽ củng cố an ninh năng lượng và giúp Hungary không phải đưa ra các biện pháp hạn chế nguồn cung vì thiếu khí đốt. Phát ngôn viên chính phủ Hungary Zoltán Kovács cũng đăng trên Twitter thông báo nguồn cung năng lượng của Hungary được đảm bảo. Gazprom từ ngày 31 tháng 8 bắt đầu ngừng cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 cho Đức trong vòng 3 ngày. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Nga cắt giảm hoặc tạm dừng cung cấp khí đốt cho nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu-EU. Giá khí đốt đang tăng vọt ở châu Âu và các nước EU đã phải áp dụng loạt biện pháp giảm tiêu thụ do lo ngại thiếu hụt nguồn cung vào mùa đông. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24 tháng 2, Hungary đã tìm cách giữ lập trường trung lập trong bối cảnh nước này bị nhiều đồng minh chỉ trích vì quan điểm thân Nga. Hungary, quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga, nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt moscow gọi đây là hành động tự bán vào phổi và có thể gây tổn hại kinh tế châu âu